Ngày hôm qua, quân đội Ukraine đã mở các cuộc tấn công mới tại miền Đông với không quân và pháo binh, chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Poroshenko quyết định chấm dứt lệnh ngừng bắn. Lo ngại trước tình hình bạo lực bùng phát trở lại, chính quyền thành phố Lugansk đã di rời một trại trẻ mồ côi ra khỏi thành phố. Trong các cuộc giao tranh ở các thành phố miền đông Ukraine gần đây, nhiều trại trẻ mồ côi đã bị nã pháo. Theo đó, cửa sổ tòa nhà bị vỡ, mái nhà và bức tường bị thủng do đạn. Nhưng rất may là không trẻ em nào bị thương do được sơ tán sang thành phố khác. Vì vậy, do lo ngại bom và đạn trong giao tranh với quân đội, nhằm tránh những thiệt hại về người, chính quyền Luhansk đã quyết định di rời trại trẻ mồ côi ở địa phương đang nuôi dưỡng khoảng 80 em nhỏ ra khỏi thành phố. Ở đây không còn an toàn nữa. Chúng tôi sợ sẽ có một quả mìn phát nổ ngay trong tòa nhà này. Tình trạng này đã xảy ra nhiều lần rồi. Đó là lý do chúng tôi phải di chuyển tới một nơi an toàn hơn. Ngày 1 tháng 7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố quyết định nối lại chiến dịch quân sự tại miền đông nước này. Ngay sau đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ sự thất vọng đối với quyết định không gia hạn lệnh ngừng bắn đơn phương của ông Poroshenko. Còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng hối thúc chính phủ của ông Poroshenko ngừng chiến dịch quân sự chống lại lực lượng ly khai tại miền đông và cảnh báo về một vòng xoáy đẫm máu mới với hậu quả khôn lường ở Ukraine. Trong khi đó, thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hối thúc Nga ngừng hỗ trợ những người biểu tình ly khai tại Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng phương Tây đang cân nhắc có thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin.